như sau. Thầy ví dụ nè, đây đây là lọc bả trái đây nè, đây đối với những người mà không biết này, cố gắng nằm xưa rồi lưu ý nè, chị nắng chị này, không cố sốc nạn nhân như thế này nè, đây đây nha. Đừng ra đây, không được đứng ngồi dậy đây, không cố sốc nạn nhân như thế này nha, nhớ chưa? Không gì, nhiều trường hợp gì cố sốc về chạy nhìn nè là không được, sốc nước như thế này ảnh hưởng tính mạng gì, các cái dịch nhờn ở trong gì, trong cái phần ruột, trong phần bụng gì, ảnh hưởng rê gì tới cái đường hô hấp, lại chết sớm hơn nữa, nhớ chưa? Không tuyệt đối là không dắt chạy để sốc nạn nhân như thế này, nhớ chưa? Rồi chỉ gì ép tim, hô hấp nhân tạo gọi là PCR cho an toàn, nhớ chưa? Rồi nằm xuống. Rồi sau khi mày xong cái đây nè, mình ép tim là nạn nhân đã tỉnh rồi đúng không? Sau đó gì để nạn nhân gì ổn áp một xíu, thoải mái xíu, rồi bắt đầu gì lau khô người nạn nhân, rồi sau đó gì dựng nạn nhân gì vậy, nhớ chưa? Rồi sau lúc này có xe cấp cứu gì chở cấp cứu tới nạn nhân, chở nạn nhân tới gì hoặc cấp cứu, nhớ chưa? Là an toàn tính mạng. Ok rồi, cái học viên nắm được chưa, nhớ chưa? Ổn áp chưa? Nhớ nha, đối với trường hợp gì sơ cấp cứu một người ép tim 30 lần, sau đó hệ hơi tô gạt 2 lần. Còn đối với hai người thì chúng ta gì sẽ thực hành như sau. Rồi nằm xuống xíu đó. Nguyên quay đây thầy. Quay đây. Đây hai người chứ nhiều khi có hai người nó phí một người ngủ. Tại ép tim đây rất là mệt. Nha, còn vô bệnh viện nó có cái bóng này đúng không vậy? Cái bóng hơi bó. Ép. Cũng ép không? Dạ. Rồi ngồi xuống này vậy. Đây. Ở đây đối với trường hợp hai người nè, về một người gì? Ép tim về một người gì? Bóp mũi về hay hơi tôi ngạt, nhớ hay hơi tôi ngạt làm giống thầy nha, đỡ kê miệng vô nha. Rồi bắt đầu nè, làm lại nè, đúng quy trình nè. Đây là đối 15 lần nha, đối hai người nè. Ép nè. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi. Bóp mũi. Rồi tiếp lần nữa bóp mũi mạnh vô. Rồi, hai lần tiếp tục nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tiếp. Rồi sau khi xong rồi cảm ơn. Đây đối hai người, đây là đối với gì trẻ em về người lớn, trẻ em từ 2 tuổi đến 12 tuổi như thế này, còn đối với trẻ em nhỏ hơn nè. Rồi quen được, lọc tới đây lọc.